Lịch sử tình trường của Adam Levine Cuộc hôn nhân của Adam Levine gần đây đã gây xôn xao dư luận sau khi người mẫu Instagram Summer Show tuyên bố cô có quan hệ tình cảm với nam ca sĩ vào năm 2021. Ngày 19 tháng 9, người mẫu Summer Show bất ngờ đăng clip thừa nhận cô và Adam Levine đã tàn tiểu sau lưng Bi Hay Piper Rin Lâu. Cả hai gian díu với nhau khoảng một năm, nhưng Sở cảm thấy không thoải mái. Cô tố bị huấn luyện viên dơ voi lợi dụng và thao túng tâm lý trưởng nhóm mưu năm bị tố ngoại tình sau hai tuần vì bồ xác nhận vợ anh siêu mẫu vợ rình lâu đang mang bầu con thứ ba ngay sau đó Adam đã lên tiếng phủ nhận nảy sinh quan hệ ngoài luồng với Summer sợ trâu Tuy nhiên ngôi sao thừa nhận từng đi quá giới hạn tôi đã không sáng suốt khi nói chuyện theo kiểu tán tỉnh với những phụ nữ khác ngoài vợ mình tôi không ngoại tình Tuy nhiên tôi đã đi quá giới hạn đó là khoảng thời gian đáng tiếc trong cuộc đời, Levin nói. Adam Levin vốn nổi tiếng đào hoa. Danh sách bạn gái cũ của chàng thủ lĩnh Mơ Rung Năm có lẽ đủ để ngồi kín một chiếc bàn trong bữa tiệc cưới. Chỉ đến khi hẹn hò siêu mẫu Victoria, Jessica Redby hay Tiberin Lâu, nam ca sĩ mới nghĩ đến chuyện từ bỏ cuộc sống độc thân. Hai ngôi sao tổ chức lễ cưới vào năm 2014, cùng nhìn lại lịch sử tình trường yêu toàn những người đẹp nóng bỏng của thủ lĩnh Mơ Rung Năm, Mừng. Năm 1997, khi mới 18 tuổi, Lee Vin bắt đầu hẹn hò với Jane Herman. Họ đã bên nhau gần 4 năm trước khi đường ai nấy đi vào năm 2001. Album đầu tay năm 2002 của Mơ Rung 5, Năm, Song About Jen được lấy cảm hứng từ tình yêu tuổi tinh của Lee Vin với các bản hit bao gồm Yeet Love và She Will Be Love. Jessica Simpson Lee Vin và Jessica Simpson bị đồn hẹn hò hồi tháng 1 năm 2006 với các báo cáo cho rằng họ đã qua đêm với nhau tại khách sạn Chati Ma Mừng ở Los Angeles. Livin được cho là đã kết thúc cuộc gặp gỡ của họ qua tin nhắn. Cameron Dyer Livin và Cameron Dyer được nhìn thấy hẹn họ ăn trưa tại Chati Ma Mừng, nơi yêu thích của anh, vào tháng 5 năm 2009 sau khi nữ diễn viên chia tay với người mẫu Paul Sarkover. Tuy nhiên, cặp đôi dường như không tiếp tục mối quan hệ của họ sau chuyến đi chơi của họ ở La Angela Bella. Levin và người mẫu kim diễn viên Angela Bellot được phát hiện đi cùng nhau trên chuyến bay từ lách đến thành phố New York vào tháng 9 năm 2009, chỉ vài tuần sau khi họ bị cánh săn ảnh chụp ảnh nắm tay nhau. Tuy nhiên, cuộc tình cũng ngắn ngủi, kết thúc chưa đầy một năm sau đó. An Violet Levin và người mẫu Nga vai Diner được cho là đã gặp nhau tại một bữa tiệc vào năm 2010, và cặp đôi đã kết thúc hẹn hò trong khoảng hai năm. Adam đã trình diễn tại Victoria, dây suy cờ rét pha sườn sâu vào tháng 11 năm 2011, nơi anh thể hiện một số tình yêu dành cho bạn gái của mình bằng cách trao cho cô ấy một nụ hôn khi cô làm người mẫu đi ngang của anh. Cô cũng xuất hiện trong video âm nhạc cho bản hết năm 2010 Major của Maroon 5, cặp đôi chia tay vào tháng 4 năm 2012. Bi hay ti Chỉ một tháng sau khi chia tay ăn, Livin được cho là đã hẹn hò với một người mẫu khác của Victoria Jesse Correct, B. Hay, T. cặp đôi được phát hiện hôn nhau ở Hawaii vào tháng 5 năm 2012 khi đang tới dự đám cưới của một người bạn, nhưng mọi chuyện không suôn sẻ từ đó. Trong khoảng thời gian chia tay, Livin hẹn hò người mẫu Nina Ado. Sau đó, Adam và B. Hay tái hợp. Năm 2014, giám khảo dơ voi Mỹ đã quỳ gối cầu hôn chân dài Nga Mi Bia tại resort ở cây bâu San Lucas, Mexico với sự có mặt của hàng trăm khách mời. Lễ cưới của họ diễn ra kín đáo chỉ vài năm sau hình ảnh trong buổi tiệc mới được hé lộ. Hiện bộ đôi có hai con gái đáng yêu là Đức Ti Râu và Do Gray. Ray. B. được ngưỡng mộ khi đủ bản lĩnh khiến Adam thay đổi quan điểm về hôn nhân. Từ chàng trai yêu sự tự do và phóng khoáng đã thích lập gia đình, khao khát có con. Ngoài những bạn gái được công khai, Adam Levin còn bị đồn hẹn hò với Paris Hilton, cớ từng đăng vạ Tơ Lipot mừng. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn tháng 6 năm 2007 với hút quốc sờ tân, Levin đã lên tiếng phủ nhận. Theo Brexit,